rồi, cứ đánh hết dọc cái máng, mấy cái máng này ở đây kiếm bữa chuối được rồi. Đúng rồi. Lâu lâu không kích con chuối nào á. Là muốn chép thôi. Ôi, ôi, đeo em ơi. Con gì anh ơi? Chuối, 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 chuối. Chuối à? Ừ. Khỏe lắm ấy, bọn này khỏe lắm ấy. Lặn nữa. Cả cứ hết. Đeo đeo. Ờ thấy chưa? Woo! Lưới lóc to các bạn nhá, ngay đoạn đầu cống. Trời. Ôi, số sốc bữa. Vừa đi cái nó được em lóc không? Cứ tưởng mất. Ăn ngay đầu cống. Mấy lọ nước lên nó vẫn có chép vào đấy. Chê nhằng với vẫn Zota có đồng. Lại con gì ấy? Rô phi đó, thấy nhau kia. Cứ chạm vào đuôi con đéo gì. Lước lên này kiểu gì cá trong ao ra. Ui. Má còn ngoé. Dẫm vào giật mình. Rồi kiếm con chuối to được rồi. Làm hai con nữa nhỉ. Làm hai con nữa tối và ngon á. Được bữa. Tí nó phi phiền bờ, sợ lắm. Giật mình. Ui, con lửa. Hôm nay anh em đủ bữa rồi. Hết không? Hôm nay hết không? Hôm nay hên. Quá hên, mẹ hôm nay đi gặp ngay toàn chuối cũ rồi. Ủa, ui, dã man không? Ui, nó phi sợ ấy. Thế là đủ bữa rồi. Hai con. Ui, mẹ nó phi phát lên đoạn bờ, sợ. Chắc bọn này chậm ở ao ra nhỉ? Anh đi ở với ao đằng sau rồi. Ừ. Sau rồi có cái đầm. Thì nước nó to ra luôn. Ừ. Anh nhắn có chép ấy. Lại con. Có gì ấy? Rô phi. Ui, con này được. Thôi, cháu lấy rô phi, cháu lấy, bé. Bé anh em cũng đủ bữa làm gì? Hả? Bé anh em cũng đủ bữa làm gì? Thả xuống cái đầm này.
Ui, đâu đâu. Ui. Hình như vừa đây chuối thôi. Chuối con đéo gì. À ra nhiều nhỉ. Có to không? To quá. Anh cái đầu nó góc lên to quá. Lại dí cho phát lửa. Chuồn nhanh. Đấy. Không con chuối nữa. Lại con chuối nữa. Ừ. Bắt luôn. Đấy. Con này bắm to à. Giống này truyền nhanh à. Anh thì bắn được con chuối to quá. To lắm, vừa anh thấy to lắm. Đầu nó to ngoắc kinh lắm. Em phải sao chứ? Đây, từ từ. Cái lớp ấy ở đây em đẩy nó sang. Lớp hả? Em muốn biết gì kích đâu. À, đây. Ui. Ok. Mẹ thì dãy này. Dãy mới chúng tôi à. Quá ra nó chui bụi này. Một con nữa các bạn nhá. Ba con rồi. Ba con rồi. Kéo luồn nhanh kinh.